Michael Jordan đã từng nói rằng, người tài giỏi sẽ chiến thắng trò chơi, nhưng tinh thần đồng đội và trí óc giành chức vô địch. Điều đó không chỉ cần thiết với các bậc làm cha làm mẹ, mà với những đứa trẻ nó cũng thực sự quan trọng. Tham gia trại hè, các bé sẽ được trải nghiệm, học tập, vui chơi cùng nhau, từ đó hình thành lên các tác phong xử lý tình huống cho các bé. Và một trong những yếu tố mà các bé sẽ nhận được khi đến với lớp học trại hè đó chính là cách tập trung, hợp tác cùng nhau để hoàn thành công việc. Sự tập trung là một kỹ năng quan trọng mà trẻ em cần có để phát triển. Khi tạo thành thói quen, trẻ có thể dễ dàng tập trung vào một nhiệm vụ cụ thể và tránh những phân tán khác. Sự tập trung giúp trẻ em hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả hơn và giúp tăng sự tự tin. Ngoài ra, học cách làm việc đội nhóm, hợp tác cùng nhau cũng là một yếu tố quan trọng. Khi trẻ em học cách làm việc nhóm, các em có thể học hỏi cách tương tác với những người khác, trao đổi ý kiến và hỗ trợ lẫn nhau trong việc hoàn thành nhiệm vụ. Sự hợp tác trong nhóm giúp trẻ em phát triển kỹ năng giao tiếp và giải quyết xung đột. Khi trẻ biết cách kết hợp sự tập trung và teamwork, trẻ có thể đạt được những chiến thắng đồng đội. Sự tập trung giúp trẻ có thể tập trung vào nhiệm vụ của mình, trong khi teamwork giúp trẻ có thể làm việc với nhau đạt hiệu quả vì mục tiêu chung. Khi trẻ em đạt được chiến thắng đồng đội, các em sẽ cảm thấy tự hào vì đã hoàn thành nhiệm vụ và học được nhiều điều mới. Vì vậy, tập trung và teamwork là hai yếu tố quan trọng để giúp trẻ em đạt được những chiến thắng đồng đội. Tham gia trại hè quốc tế Singapore 2023, các bé sẽ nhanh chóng phát triển được mọi kỹ năng, học tập, teamwork và đạt được những thành tựu tuyệt vời trong tương lai.